Hello cả nhà ơi, hôm nay bốc thăm trúng thưởng nha mấy anh chị. Hồi tuần rồi là mình có launching một set Pinkish Collection của Zplan and Z Gel Matching. Thì tuần này các anh chị mà share cái live của tuần trước đó, thì tuần này hôm nay em sẽ bốc thăm trúng thưởng luôn. Ở trong đây là có rất là nhiều lá phiếu này, nhắm mắt lại tay không có gì nha, úm là xì bùa không có gì nha. Bốc thăm coi ai sẽ là người may mắn. Và cái phần thưởng của mình trong tuần trước em có nói sẽ là một set Pinkish Gel 24 màu. Để coi bây giờ khui ra thử coi bên trong 24 màu nó ra làm sao nha cả nhà nha. Cái bảng collection này rất là đẹp, cái bảng màu của nó sáng trưng luôn, mới nằm ở đây đâu mất tiêu rồi. Đó, đây. Lại gần, cameraman quay lại gần giùm Ngân cho coi. Đây là cái phần quà ngày hôm nay mình sẽ bốc thăm trúng thưởng nè. Đây là cái bảng màu Pinkish chuyên cho treo. Đó, khi mà mấy anh chị mà có mua đó thì mình cũng sẽ nhận được cái bảng màu y chang như vậy. Màu đẹp chưa, đẹp chưa, đẹp chưa, đẹp chưa cả nhà. Rồi bây giờ không đợi mà để mọi người đợi lâu, mình bốc thăm trúng thưởng luôn đi. Nhắm mắt lại, 1 2 3. Ai đây, ai đây, tên gì đây? Lan Đặng, phải không? Chị Lan Đặng là người may mắn trúng thưởng cái phần quà là 24 màu của Pinkish Collection nha. Chị Lan vui lòng nhắn tin vào Facebook message của tụi em để tụi em liên lạc với chị và gửi cái phần quà này ra cho chị. Đó, đó là về cái phần quà này, bây giờ mình để qua một bên. Rồi, xong. Chuẩn bị kế tiếp. Đó là ngày hôm nay em sẽ nói về hai cái bundle wax của mình, tại hồi từ tuần rồi tới giờ là em làm wax nhiều thì mấy anh chị có hỏi về cái nồi wax này xài cho cái gì, rồi cái nồi wax này xài cho cái gì, rồi chị cần mua cái gì để chị về chị làm cái wax này wax kia, và cái khác nhau của hai cái này là cái gì thì em sẽ nói luôn trong ngày hôm nay. Thì bây giờ mình trong đây mình có hai cái bundle nè. Bây giờ mình nói trước là cái shop wax nha, là cái đồ để wax eyebrow đó. Thì trong một cái bundle của nó là đầy đủ dụng cụ đồ nghề cho mấy anh chị wax luôn. Là trong này nó sẽ có một cái nồi wax, hai cái máy, quay lại gần luôn camera ơi. Đây là cái nồi mà mấy anh chị sẽ nhận được, đó là cái nồi hai máy là chuyên để cho wax eyebrow. Một bên á là mình để một cái hũ này là sample thôi nhưng mấy anh chị khi ship thì nó không có cái hũ này bên trong đâu. Một bên á là em để nó là cái shop wax. Một bên là shop wax, cái này là loại sensitive để nó không có burn cái con mắt người ta đó. Một bên á thì là cái honey wax cho mấy chị nào mà thích xài honey wax, tại vì mọi người xài honey wax cũng hồi xưa giờ quen rồi. Thì là một cái nồi này nó có hai cái máy. Ở đây là on off nè, muốn xài bên nào thì on bên đó thôi, bên kia không cần xài thì off cũng được. Và đi kèm thì đương nhiên sẽ có một cái bịch wax stick là 100 que, 1000 que bên trong đây, một bịch này xài được lâu lắm. Thường á 1000 que là em sẽ xài được 1000 khách nha cả nhà. 1000 khách. Rồi trong cái bundle của mình á là sẽ có luôn cái wax roll. Đây cái wax roll thì mình cũng có một cái wax roll đúng không? Wax stick. Dạ đúng rồi. Rồi trong đó thì mình sẽ có hai hũ honey và hai cái sensitive wax. Thì cái này là mấy anh chị xài nhiều cho nên là mỗi thứ nó là hai. Và mình có kèm thêm hai cây nhíp để mình quát chân mày luôn cả nhà nha. Đó, hai cây nhíp để quát chân mày đi kèm trong này. Và cái giá của cái bundle này á, là 151 đồng 47 thôi cho complete set nằm ở đây. Đó, nguyên cái set mà mấy anh chị thấy viết mặt đây chỉ có 151 đồng 47 nè. Đó là một cái nồi, 4 hũ wax, 2 hũ sensitive, 2 hũ honey, một cái wax roll, 2 cây nhíp và một cái bịch wax stick này là để mình xài cái wax chân mày. Và hai cái loại này là hai cái loại mà em chọn rất là dễ xài và sạch, không có bên mắt khách luôn, không có bên cái da của người ta. Rồi, cái đó là cái bundle đầu tiên đúng không? Rồi sau đó là mình sẽ có cái bên đồ thứ hai. Thì bên đồ đầu tiên chỉ có 151 đồng cho 51 đồng 47 cho cái chân mày thôi. Thì anh chị nào muốn mua cái này thì có thể là bấm số 1 để tụi em có thể biết mấy anh chị muốn cái bên đồ này để tụi em gọi lấy order cho cả nhà nha. Hello chị Trần Khê, Noel Khê là chị xe rồi có được bốc thăm trúng thưởng không? Dạ được, bỏ tên vô hộp rồi mà bốc không trúng. Ok, rồi qua cái số 2, hôm nay mình nói về wax cho nhanh để cho mấy anh chị ấy. Rồi cái thứ hai á là về cái hoa wax. Hoa wax thì cái này hồi bữa em mới làm, cái này á là để chuyên cho mấy anh chị wax mặt nè, wax nách nè, wax hàm râu người ta cũng đỡ đau. Rồi wax body
rồi wax cái gì, bikini wax nè, led wax nè, hay arm wax, wax cái gì cũng được, về chuyên cái body á thì nó đỡ đau cho khách, không có bị đau đâu mấy anh chị. Nó ấm ấm để lên giật đã lắm, khách hàng họ quát xong nó còn bị ghiền. Hồi bữa em mới quát cho chàng trai kia kìa, ổng quát hai cái chân, quát xong đứng dậy đã quá, lúc đầu sợ rung đi quát mà đội cái nón bảo hiểm để sợ té ghế, sợ đau té ghế hay sao, xong cái đứng dậy hỏi chứ có quát xong cái underarm hay không. Trời ơi, chưa bao giờ từng thấy quát mà bị ghiền nha. Một set hoa quát này giá của nó là 281 đồng, đầy đủ cho mấy anh chị luôn. Hoa quát thì nó simple hơn, là mấy anh chị cần một cái nồi, cái nồi này nó bự, mọi người mua, mọi người đừng có mua lầm nha cả nhà nha. Cái nồi này là cái nồi bự đó, em để quay vậy là mọi người biết là nó bự hơn cái nồi kia nhiều đúng không. Thì trên website của mình có hai cái dạng nồi khác nhau, một là nồi bự dày, hai là cái nồi nhỏ. Thì cái này là nồi đôi, cái nồi nhỏ thì nó nhỏ phân nửa, cái này đó là cái nồi nhỏ, còn cái nồi kia nó bự vậy nè. Thì hoa quát là mình phải xài cái nồi bự dày. Thì trong cái bên đồ này là có một cái nồi, hai mấy anh chị có thể chọn được là mùi rose hay là mùi lavender, một trong hai thôi. Thì nếu như mà mấy anh chị chọn mùi rose thì bên trong đó nó sẽ có hai cái hộp wax beans mà mùi rose, còn nếu mà anh chọn mùi lavender thì trong đó nó sẽ có hai cái hộp mùi lavender, đi kèm đó là hai bịch wood stick mà cái loại lớn để làm body wax. Thì anh chị nào mà muốn lấy cái bundle của hoa wax á thì mấy anh chị có thể bấm số 2 để tụi em biết là mấy anh chị muốn cái hoa wax để gọi cho mấy anh chị. Đây cái nồi của nó bên trong. Đây là hai bịch, một bịch vậy là 1 kg thì mấy anh chị mua giá là 38 đồng. 1 kg thì trong cái nồi này á là mấy anh chị chứa được nó tới 4 kg. Dạ 4 kg thì nó đầy lắm, em nghĩ là xài 3 kg được rồi, đừng có để cho nó đầy thì mình còn nhúng nữa. Thì mình xài trong này là hai cái. Hồi bữa đó lúc em làm live thì có người mới comment là hai cái chân, quát hai cái chân tiệm mấy anh chị ăn bao nhiêu. Hai cái chân tiệm em á là ăn 55 đồng nhưng mà nam á thì là 65 đồng, với lại tùy theo lông nhiều lông ít nữa. Thì có người mới nói là ồ quát hai cái chân hết trơn cái nồi quát. Trời ơi đâu mà hết cái nồi quát, tôi quát có một tí xíu thôi à, mà hai cái hộp bịch đó cho là 38 đồng thì là 76 đồng, mà hai cái chân đã ăn được hết 65 đồng, nó còn y chang, ít mình xài cũng tương đối rất là ít. Cho nên mấy anh chị biết xài cái hoa quát này nó đỡ hao lắm, đỡ hao không có tốn giải quát, chỉ cần lấy cái que này nè nhúng vô đó. Hồi nãy e sáng vô có một chị khách đi vô mua đồ gắn lông mi mà hồi đi ra hốt luôn bộ này nè đó. Đây nè mấy anh chị, trời ngưng quát còn bị quyền, cứ đè lên cái tay có lông đâu mà đè quát hoài vậy đó, tội nhỏ luôn nè. Cái này mình tự làm cho mình cho nên nhìn nó không được đẹp đó, để lên vậy nè, cái đuôi của nó đó là mình phải để cho nó to to, nó không có mỏng quá đó mấy anh chị thấy không. Trời giật cái đã lắm nha, sau khi xong đó mấy anh chị là nó khô liền nè đó, mình gờ vậy nè là mình thấy nó khô liền luôn rồi, khô tích tắc luôn, không có cần phải giải quát, không cần gì hết. Thì mình dùng cái tay của mình á, mình đẩy nhẹ nhẹ cho nó chốc lên, giật một cái, trời ơi nó chùi lũi hết trơn. Rồi bán quát xong mút tay chân chùi lũi hết trơn, em thương lông tay của em lắm. Hồi đó đi học là ngồi lấy cái lược chải vậy nè, cạo cho nó dài ra lấy cái lược chải, rồi bây giờ là vì sự nghiệp bán hàng mà quát cái chùi lũi nguyên đám. Hồi xưa giờ mình dưỡng ta nói đau lòng dễ sợ này mấy anh chị thấy không. Đó, bao nhiêu là nó ra sạch hết trơn, nó sạch nè, nó sạch không còn thấy cái này. Em zoom in lại nè, mấy anh chị thấy nó sạch không. Đó, trời gái Florida nha mấy anh chị, phơi nắng cái nó đen thùi lùi vậy nè. Ở Florida mà kiếm da trắng nó cũng mệt lắm. Đó, ra sạch không, mà không có bị đau. Cho nên là anh chị nào mà muốn đưa cái wax vô tiệm mình mà chuyên để wax body wax á, thì mấy anh chị mua cái set hoa wax này chỉ có 281, là đem về wax rất là đã và wax dễ nữa. Mình apply là mình apply theo cái chiều lông mọc, cái chiều lông nó mọc, và mình giật thì mình giật ngược cái chiều lông nó mọc là được rồi. Rồi bây giờ đó là hai cái bundle của mình. Cái hoa wax thì đây, hai bịch này, một bịch, hai bịch, hai cái hộp này, tùy theo mấy anh chị muốn rose thì hai hộp rose, lavender thì hai hộp lavender, và một cái nồi, giá của nó là 281. Ai muốn mua cái hoa wax thì comment số 2 rồi tụi em gọi. Có dùng cho bikini and Brazilian hay không? Cái loại này là dùng rất là đã, không có khách hàng họ không có đau đâu.
chứ mình xài cái loại này nè, mình xài cho bikini á, cái loại nào loại mà honey nè, mình xài cho bikini á, trời ơi, khách nó đau lắm, đau mà em thấy muốn tội khách luôn. Em ấn tượng mà hồi xưa mà lần cuối cùng mà xài cái wax này nè là cỡ 6 năm trước á, wax cho một cô khách da màu thì lông của cổ rất là cứng, mà em wax bằng cái loại này để wax bikini á, tao nói tưởng tượng mà giật xong chiều là nó đi hai hàng chứ nó không thể nào khép lại mà đi một hàng được, đau dữ lắm, tại vì cái lông người ta dày á mấy anh chị, giật ra cái chân lông đó nó chảy máu rím 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 rím, một máu nó tuôn ra luôn á, nó đau lắm. Trời ơi, tao nói nhìn không mà mình cảm giác là mình sợ rồi, chiều đó chắc nó không dám dò mặt bạn trai nó đâu á, tự thấy mặt thì sợ quá, đau quá. Còn mình xài cái hoa quát xài là quát nó đã lắm, vuốt lên giật nó không có đau bằng, nó êm lắm. Cho nên em nói những người khách á, nhiều khi người ta đi làm body wax hoặc là wax cái môi không á, mà mình thấy nhiều khách wax xong nó sưng lên nó đau, người ta sợ lần sau mời nữa nó không dám tại vì đau quá. Còn cái này thì nó đã ngứa, mình thấy chắc tùy người quá, em đều thấy nó đã ngứa cho nên wax xong là dễ bị ghiền lắm. Wax cái vụ hoa wax cho body nè, là chuyên cho môi được nè, face được nè, underarm nè, ngực nè, tay nè, chân nè, bikini wax nè, là xài cái hoa wax này là em recommend nha cả nhà nha. Không có đau, không có làm khách sợ thì mình mời khách nữa nó làm dễ. Rồi còn cái này là 281 nha cả nhà. Còn cái này thì là 151 đồng 47, là chuyên cho wax chân mày. Cái này là chuyên cho wax chân mày và wax môi. Chân mày và môi là làm cái này. Làm body cũng được, không có ai cấm hết á, nhưng mà ý em nói ở đây là mình xài chuyên cho cái đó thì nó dễ hơn. Còn cái nếu mà xài cái này wax body thì nó hơi đau, thì đó là cái mà mình nói. Cái này chỉ có 151 thôi, là hai hũ wax 1 2 3 4, mỗi loại hai hũ, một cái rô này, hai cây nhíp, rồi một cái máy wax, một cái nồi hai bên và một cái bịch 1000 cộng 1000 cây. Đó, nguyên cái bundle của mình đó mấy anh chị. Rồi, ai thích cái nào thì comment nha, bên này số 1. Bên này số 2. Rồi, bỏ số điện thoại đi rồi tụi em sẽ liên lạc với cả nhà. Và cuối tuần này anh chị nào mà có đi demo show ở Atlanta, Georgia đó, ngày Sunday từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều á, thì ra ngoài đó để dành lông tai lông chân ra em quát cho. Em sẽ demo hai cái wax này cho mấy anh chị. Ai muốn wax chân mày thì ra đó em wax chân mày. Ai muốn wax lông tai lông chân thì ra đó wax lông tai lông chân luôn. Rồi hẹn gặp lại mọi người cuối tuần này nha.